thì rất là vui gặp lại các bạn trong cái video này của mình nha. Thì hôm nay bên xưởng thì cũng đang trùng tu về đại tu lại xe này chứ. Đại tu về tình trạng hao nhớt cho xe Innova này các bạn, xe Innova đời 2007. Thì cái xe này đi được 300 mấy chục ngàn rồi. Thì đối với mức độ này thì mình là xử lý cái việc hao nhớt thì nó quá nhẹ nhàng rồi các bạn. Sẵn tiện anh em mình mới vừa tháo cái cổ xả cái động cơ ra thì rất là hay gặp cái tình trạng này nha các bạn. Ngày trước đó, anh em mình có sửa về bên taxi đó, thì thấy nó rất là nhiều luôn. Xe này thì mức độ đóng thì nó khoảng 40% thôi các bạn. Đó là nó bị đóng bụi ở chân xúc bắp các bạn. Khi mà đóng bụi như vậy nhiều quá thì nó cũng gây tình trạng xe chạy rất là yếu nha. Và thứ hai nữa là cái xe này khi mà đóng như vậy nè thì cái bầu catalyst phía dưới là chắc chắn là đã nghẹt rồi. Thì cái xe này thì sớm có hỏi cái chú khách này thì chú nói là cái bầu catalyst của chú là đã tháo bỏ rồi. Và hiện tại bây giờ xe chú bỏ, khi mà bỏ cái bầu đó thì thứ nhất là nó bị tình trạng hao xăng. Thứ hai nữa là nó hơi, cái tiếng bô nó hơi ù các bạn. Đây. Phía trong nó đóng hồi trước là sửa mấy xe taxi chạy khoảng 500 ngàn thì nó đóng bít gần như là bít cái lỗ này luôn á. Hôm nay thì anh em mình trùng tu thì sẵn chia sẻ với các bạn luôn về cái này và cái cách khắc phục mà gọi là nhẹ nhàng nhất hiện tại mà bên mình đang có nha. Đây, còn phía bên này là phần cổ hút của động cơ các bạn. Cổ hút cũng rất là dơ luôn ha. Đây là cái phần dơ của cổ hút nè các bạn. Nó sẽ đỡ hơn bên cổ xả tại vì nó là bên hút mà. Đây. Đây cũng vậy. Đây luôn. Và đây nữa. Trong quá trình mà mình làm máy cho một số anh em thì mình hay gặp phải những vấn đề này mà có thể là anh em không biết. Đối với bầu catalyst của chúng ta thì khi mà chúng ta cắt bỏ thì nó sẽ thông cái máy của chúng ta và chạy nó sẽ mượt hơn. Tuy nhiên cái việc mà tiêu hao nhiên liệu cho những bạn nào mà chạy dịch vụ hay là về kinh doanh thì nó là một cái phương án gọi là nó cũng không có khả thi lắm. Chỉ khi anh em mình tháo máy ra vệ sinh và thấy nó dơ như vậy thì mình mới biết được những vấn đề nào mà cốt lõi, những vấn đề nào mà cần trọng tâm để xử lý thôi. Đôi lúc các bạn chạy xe thì các bạn chú trọng về cái phần nội thất hơn. Ví dụ như nâng cái này gắn cái kia hay là lên nội thất cho đẹp. Tuy nhiên ở phần động cơ thì các bạn chỉ cần quyết định ở những cái món mà gọi là quan trọng thì nó sẽ dẫn đến cái độ bền của cái động cơ của các bạn. Thì đối với động cơ thì các bạn cần trọng tâm về những vấn đề nào. Giống như là nhớt, các bạn lựa chọn loại nhớt nào phù hợp với động cơ các bạn chưa. Thứ hai nữa là về hệ thống nhiên liệu. Thứ ba đó là về hệ thống đánh lửa thì những vấn đề đó gọi là cốt lõi thôi, còn về nước làm mát này kia rồi thì có thể là các bạn xử lý nó dễ dàng hơn. Thì các bạn, đây là những cặn nhớt mà trong quá trình anh em mình tháo ra thì để các bạn có thể thấy được những cặn nhớt mà nó đóng bên trong động cơ nha. Thì hôm trước mình cũng đã làm một số video về xúc rửa cặn nhớt này thì mình thấy nó cũng khá là hiệu quả, các bạn cũng có thể là tìm hiểu thử về vấn đề này. Thì anh em mình mới vừa tháo nó pilot ra thì hiện tại là đây là những cái bụi than bên trong này. Đối với xe này nó nằm ở mức độ cũng vừa phải, không phải là quá nhiều các bạn. Thì những cái như thế này thì trong quá trình các bạn sử dụng, nếu mà xe các bạn chưa có bị hao nhớt hay chưa có kêu gì đó thì các bạn cũng có thể là vệ sinh cái bồn đốt của nó để cho những cái bụi than này nó ra ngoài thôi đó. Còn xe bạn nào mà bị tình trạng tệ rồi thì chỉ có cải tu động cơ thôi các bạn. Nếu mà xe các bạn mà đi lâu rồi mà chưa có tình trạng, chưa dấu hiệu gì thì các bạn có thể là dùng những dung dịch để các bạn vệ sinh để mà giảm thiểu tình trạng dơ của cái đầu bê tông này. Đây là cái bô mới mình đang nhập về để thay vô xe này nha các bạn. Thì cũ thì anh em đã khoét cái lỗ này và lấy cái bầu catalyst ra rồi. Thì đây là cái bô mới. Sẵn tiện thì mình kiểm tra cái độ dơ của bầu thứ hai luôn coi như thế nào. Tại vì chú chủ xe nói là bỏ cái bầu này được cỡ 6 tháng rồi, để không biết là cái bầu sau nó nghẹt cỡ nào. Sẵn mình coi thử như thế nào luôn nha các bạn. Mình thấy cái mức độ dơ nó đã có dơ rồi nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Hầu như là nó nghẹt cũng khá là nhiều đó, theo mình thấy là như vậy. Chứ còn góc bên trái này là cái nó còn thông thôi, còn bên phải là hầu như là nó cũng đã nghẹt rồi. Còn đây là cái bầu mới nè, cái bô này. Đây, cái bầu mới đang còn rất là thông thoáng nha các bạn. Để mình lấy nét cho chuẩn này. Đó, đây là cái bầu mới. Đang còn rất là thông thoáng luôn nha. Rồi thì bây giờ anh em mình sẽ lắp cái bô này lên. Đây là bộ ron hãng của động cơ nha. Thì bên mình đang nhập về bộ ron là cam kết hàng chính hãng bao chết. Đó. Nè, tất cả đều mình để đồ máy thì buộc phải xài hàng chính hãng các bạn. Kể cả bạc, ron và tất cả những cái này đều là hàng chính hãng hết. Có mã vạch đàng hoàng. Hãng thì nó có luôn cả những cái xin như vậy nha. Xin bét nè. Thông thường nếu mà bộ ron mà một bộ ron mà không phải hãng thì khi mà các bạn nhập về cái xin bét nó không phải màu vậy. Và thứ hai nữa là cái ron hãng thì nó cho luôn cả cái lông đền nhớt luôn nha các bạn. Nó có luôn cả những phụ kiện như vậy. Còn này là cái con Willard của nó nè các bạn. Rồi vậy thôi. Kết hợp
với như cái xe này hôm trước thì mình đã tháo cái động cơ ra và thấy cái độ dơ rồi đó các bạn. Thì sẵn tiện thì hôm nay có xe ở trên Đồng Nai xuống thì hiện tại cái xe này đang bị hư bơm xăng đó. Anh em mình đang tháo bơm xăng ra để thay thế bơm xăng, thì sẵn tiện thì mình sử dụng dung dịch để mà mình vệ sinh luôn cái hệ thống catalyst của nó luôn các bạn. Thì như nãy mới kiểm tra cái bô này thôi thì thấy cái bô này, xe này nó chưa có cắt bỏ bô gì hết nha. Xe này cái bầu bô, bầu catalyst ngay chỗ này còn nguyên, thành ra là giải pháp là mình sẽ vệ sinh lại cái hệ thống này cho xe này. Cái catalyst này thì mình thấy là nó hợp lý hơn cho xe máy xăng. Tại vì xe máy dầu thì vài bữa nó mới chính thức về, thành ra là hôm nay sẽ sử dụng cho xe này, xe Innova. Tại vì Innova đặc trưng nó như hôm trước giờ mình đã chia sẻ như các bạn một số clip cũ rồi đó, thì cái bầu catalyst của nó rất là dễ bị nghẹt luôn. Thành ra là hôm nay thì sẽ làm đối với xe này. Để anh em tháo bơm xăng ra thay xong đi một xíu nữa thì mình sẽ xử lý cái này. Các bạn đây, đây là cái dung dịch gọi là Mastia 9997 của Sinfinico các bạn. Thì cái dung dịch này thì nó thường sử dụng cho cái xe tầm khoảng 100.000 thì mình sử dụng là ok nhất các bạn. Thì hôm trước cũng đã có test thử với lại một số xe của khách quen rồi các bạn, thì mình thấy là phản hồi rất là tốt luôn. Cho nên là sẵn hôm nay thì mình lại chia sẻ với các bạn một lần nữa. Thì về cái chai này, cái chai này thì công dụng của nó là vệ sinh chân xúc bắp cả hút và xả luôn các bạn, là và vệ sinh cái đầu piston luôn đó. Cái chai này là vệ sinh hệ thống xăng, và cái chai này là 320.000. Cái chai này là các bạn có thể tìm mua cái chai này nha. Và đặc biệt đối với những cái xe mà đi cỡ 300.000 trở lên thì cái dung dịch này là tuyệt vời các bạn. Hôm trước đã có test cho một số xe Forerunner rồi, thì đối với xe Forerunner thì cái này nó chưa gọi là đủ mạnh lắm các bạn. Cái này thì nó chỉ vệ sinh được khoảng 70% đối với những xe động cơ diesel thôi. Thì bên mình đang nhập về cái loại mà chuyên dụng cho động cơ diesel luôn, còn cái dung dịch này thì nó chuyên dụng cho máy xăng. Thành ra là vài bữa nữa thì bên mình sẽ nhập về thêm cái dung dịch mà cho cái động cơ diesel thì nó sẽ ok hơn. Cái độ này thì đối với máy xăng là khoảng được 90% các bạn, còn đối với máy dầu thì được khoảng tầm 70% thôi. Thì cái dung dịch này là cái dung dịch gọi là vệ sinh bầu catalyst và vệ sinh cái hệ thống nhiên liệu của xe luôn. Ở đây thì công dụng của nó là vệ sinh được cái bầu catalyst nè, thứ hai nữa là vệ sinh đầu piston, thì bao gồm cả vệ sinh buồng đốt và vệ sinh cả cái chân xúc bắp luôn các bạn. Thì cái dung dịch này theo mình thì các bạn nào đi tầm 300.000 thì xe các bạn có đang bị chạy không ngọt hay là cái bầu catalyst của các bạn bị nghẹt á, thì các bạn cũng có thể là vệ sinh. Tuy nhiên để mà khắc phục cái tình trạng mà nghẹt bầu catalyst thì theo mình là tầm khoảng 200.000 thì các bạn xử lý được rồi ha. Tại vì nói chứ cái bầu catalyst trên xe các bạn thường rất là khó để vệ sinh, tại vì hầu như là không ai mà tháo cái bầu catalyst ra để rửa hay vệ sinh được. Thì hiện tại thì công nghệ phát triển thì nó có những dung dịch có thể là gọi là vệ sinh ở mức độ gọi là tạm ổn để cho cái giữ được cái bầu catalyst của chúng ta nó sạch. Bên mình có những dung dịch này cho nên là mình chia sẻ với các bạn luôn. Còn ví dụ như những bạn nào ở xa đó quá thì các bạn cũng có thể tìm mua ở gần chỗ các bạn, thì nói chung là thấy ok thì chia sẻ thôi, chứ mà nếu mà mình thấy nó không ok thì mình cũng không dám chia sẻ với các bạn luôn. Thì các bạn thì sau khi anh em mình mới vừa thay thế bơm xăng xong đó, thì hiện tại mình đang cắm cái dung dịch vào để mà vệ sinh cho nó đây các bạn. Hiện tại mình đang cắm vô. Thì đối với cái xe này thì mình thao tác cái này thì khoảng 1 tiếng nha, tại vì mình đang truyền cho nó giống như là mình đang truyền nước biển như đó các bạn. Thì dung dịch nó đang chạy xuống, thì cái này mình làm tầm khoảng 1 tiếng, và giá của cái dung dịch này là 990.000 nha các bạn. Thì cái này mình chỉ việc cắm vào cái đường hút của gió của động cơ thôi, sau đó sẽ hút vô trong và vệ sinh chứ không có tháo lắp gì nhiều hết. Rồi bây giờ thì đợi thôi. Cắm cái dung dịch này vô thì mình đi ra phía sau bô, mình nghe cái mùi rất là khó chịu nha các bạn, cái mùi rất là hôi và rất là khó chịu luôn. Thì khi mà các bạn làm mà có cái mùi như vậy thì nó mới có gọi là có tác dụng nha. Hiện tại bây giờ cái mùi đang rất là khó chịu luôn. Đó là chính là dung dịch vào trong xúc tác bên trong đó các bạn. Khi mà chờ dung dịch này hoạt động thì mình lâu lâu mình vô mình nhịp ga lên các bạn, nhịp ga cho nó đẩy những cái cặn cáo ra đó các bạn. Xin được phép tạm dừng cái video của mình tại đây. Rất là cảm ơn các bạn đã xem video của mình, và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.